tiên tri tiết lộ thiên cơ, tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, nam mạng, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời chuyển vận, phất lên như vũ bão, đổi đời đại gia, nếu như nắm bắt được cơ mệnh này trong năm 2024. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc. Quý vị và các bạn thân mến, ai trong cuộc sống của mình cũng mong được giàu sang phú quý, cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc, an nhàn cả một đời phải không ạ? Thế nhưng số mệnh lại chọn con người, sinh ra chẳng ai có quyền chọn cho mình được số mệnh, trời sinh mỗi người đã được xếp vào các cung mệnh khác nhau, giờ giấc khác nhau, sao chiếu mệnh khác nhau nên vận mệnh cũng khác nhau. Khi thời vận không thông thì mưu cầu chỉ là vô ích, có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, ăn bát ngọc, sướng từ trong trứng nước sướng ra, sinh ra đã vượt qua vạch đích, ở nhà lầu, đi xe sang, suốt ngày du lịch, ăn nhà hàng, cuộc sống sung sướng, có kẻ hầu người hạ. Nhưng thời vận thay đổi, vận xui ập tới, tiểu nhân bám giết, của cải theo nhau đội nón ra đi, có khi còn tán gia bại sản, mang nợ cả đời, sống trong cảnh nhục nhã, bần hèn. Và cũng có người nghèo khổ từ trong trứng nước, sinh ra trong gia đình nghèo khó cơ cực, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, suốt đời lam lũ, khổ sở, nhưng thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, được quý nhân tương trợ, may mắn liên tiếp ập đến, làm gì cũng xuôi chèo mát mái. Trúng số liên tiếp, tiền tiêu không thiếu, nhà cửa cao sang, vàng bạc chất đống, đất đai nhiều vô kể, nắm trong tay gia sản kếch xù. Theo can chi ngũ hành, thì tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, nam mạng, chính là con giáp có vận số biến động khôn lường, số mệnh thay đổi nhiều nhất trong tử vi phương Đông của 12 con giáp. Số mệnh của họ là tài phú tề thiên, nghĩa là số mệnh định sẵn sẽ nhận may mắn bất ngờ, đang nghèo khổ mà kiếp, bỗng được cát tinh, lộc tinh chiếu rọi. Các hung tinh xấu cũng phải tránh xa, tiểu nhân cũng sợ hãi mà né tránh, khiến cuộc sống của họ hanh thông vô cùng, một bước lên hương, đổi đời giàu có hết phần thiên hạ. Năm 2024 chính là thời điểm bùng nổ vận may, bản mệnh Quý Mão sẽ phải ngỡ ngàng cho những vận may liên tục ập tới. Thần tài liên tục rót lộc, quý nhân ở bên hậu thuẫn cả năm, tiền bạc ùn ùn kéo đến, làm ăn tấn phát, một vốn bốn lời. Vậy, cụ thể vận trình của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, nam mạng, sẽ diễn biến ra sao, công danh, tài lộc sẽ có những biến động thế nào, và trong năm 2024 có điều gì đặc biệt, cơ may nào giúp bản mệnh thay đổi cuộc đời ngoạn mục đến vậy, thì xin mời quý vị hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Tiên tri tiết lộ thiên cơ, tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, nam mạng, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời chuyển vận, phất lên giàu như vũ bão, đổi đời đại gia trong năm Giáp Thìn 2024. Quý Mão có thiên can, quý, hay còn gọi là kim bạch kim, tức vàng pha bạc, địa chi Mão gọi là quá lâm chi miêu, tức là con mèo băng qua rừng. Năm sinh dương lịch, từ 25 tháng 1 năm 1963 đến 12 tháng 2 năm 1964, tuổi theo âm lịch là 62 tuổi, con nhà Bạch Đế, số phú quý, xương con mèo, tướng tinh con hươu, tương sinh với thủy, thổ, tương khắc với mộc, hỏa, tam hợp, hợi Mão mùi, tứ hành xung, ý ngọ Mão dậu. Vận niên 2024, hầu thực quả, tức khỉ ăn quả, sao chiếu mệnh, thái âm, niên hạn, diêm vương. Xét về tử vi chọn đời, tuổi Quý Mão nam mạng, cuộc đời nhiều đau xót từ thuở nhỏ, cho tới khi trưởng thành cũng chưa yên phận, số chịu nhiều nỗi buồn trong suốt cuộc đời. Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn, họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Tuổi Quý Mão nam mạng, với nạp âm hành kim, do can quý thủy ghép với chi Mão mộc, thủy sinh nhập mộc bằng can sinh chi, thuộc lứa tuổi có năng lực đủ đầy, căn bản vững chắc hơn người, gặp nhiều may mắn, ít gặp trở ngại ở tiền vận, vì nạp âm khắc chi, nên thời trung vận một số người có thể gặp nhiều hoàn cảnh, không xứng ý toại lòng. Song về hậu vận, đời sống trở nên an nhàn và thanh thản hơn, nhờ sự tương hợp ngũ hành giữa can và nạp âm, cùng nghị lực với sự phấn đấu của bản thân từ trung vận. Nếu ngày sinh mang hàng can, giáp, ất, nhâm, quý, sinh giờ, sửu, mùi, còn được hưởng thêm phúc ấm của dòng họ, sinh vào mùa thu hay các tuần lễ giao mùa là thuận mùa sinh. Quý Mão có đầy đủ tính chất của can quý, trầm lặng, nhiều cảm, hứng ngay thẳng, gặp thời biến hóa như rồng và chi Mão thuộc chòm sao Hổ Cáp, nằm ở hướng Đông Hoàng Đạo. Mẫu người nhanh nhẹn khôn ngoan, ngoài mặt thường tỏ ra nhu mì, có niềm tin sắt đá, một khi quyết định điều gì thì làm cho đến cùng,
ít khi chịu bỏ ngang. Quý Mão thuộc mẫu người đa tài, đa năng, nhiều khả năng về khoa nhân văn, đã có một số người nổi tiếng về nghiên cứu ở lĩnh vực này. Tuổi Quý Mão nam mệnh có sự phát triển về cơ nghiệp được nhanh chóng, cuộc sống vào thời kỳ trung vận thì được nhiều điều tốt đẹp, vào thời kỳ hậu vận thì cuộc sống đầy đủ và an nhàn, sung sướng. Nói tóm lại, tuổi Quý Mão sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp và hy vọng thành công trong cuộc sống. Nam mạng sinh năm 1963, đa phần là người thẳng thắn, mưu lược, hiểu chuyện cao thấp, thích cái mới, can đảm làm đúng, lục thân nông cạn, chỉ hiền lành trong công việc, dễ kiếm tiền, khó khăn để giữ tiền và đam mê, là người gặp nhiều thăng trầm trong cuộc đời, của cải có lại hết. Tuổi trẻ nghèo khó, nhưng sống rất trung hậu, lại thành thạo, biết nhiều nghề, tuy nhiên Quý Mão lại không kiên trì trong công việc, có đôi khi bỏ dở giữa chừng. Họ có năng khiếu về các môn khoa học, tính toán, nên họ rất phù hợp với những nghề thiên về công việc chính trị, xã hội. Quý Mão nam mạng có tính cách mềm mỏng, hòa nhã, lịch sự, khéo léo, có tài được nhiều người tin tưởng. Gia đạo của nam giới tuổi Quý Mão có nhiều tốt đẹp, vào thời kỳ trung vận, có nhiều ảnh hưởng tốt đẹp về gia đạo và hạnh phúc. Con đường công danh chỉ ở mức độ trung bình, họ không phải là người thiếu tiền, tuổi Mão có khả năng kiếm tiền. Bạn cũng biết cách lập kế hoạch cho tương lai của mình, mèo sẽ rất chắc chắn về những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Quý Mão sẽ không chảnh mảng trong việc kiếm tiền, bạn coi việc kiếm tiền là một thú vui, tích lũy tiền bạc ngày càng nhiều, bởi vậy, các bác Quý Mão thường là những người giàu có. Đời sống khá thoải mái, không phải lo lắng về tiền bạc, các vấn đề về việc vay tiền nên được xử lý đúng đắn để tránh tranh chấp sau này và mất đi những người bạn quý giá. Tuổi Quý Mão rất tốt bụng, bản mệnh sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống, bởi vậy, họ thường gặp nhiều may mắn, hưởng thọ lâu dài, từ 80 đến 95 tuổi. Văn xương chiếu mệnh, cuộc sống tương đối thuận êm, lộc tài đầy đủ, tuy nhiên bản mệnh gặp bệnh phù chiếu mạng nên thường bị ốm đau, sức khỏe không được tốt, nếu có chút kiểu tật trong mình thì thường được trường thọ. Quý Mão nam mạng là người thông minh, lanh lợi, có giác quan thứ 6, nhạy bén được nhiều người để ý, để thành công trong các ngành nghề cần sự giao tiếp và cũng dễ thích ứng với hoàn cảnh. Xét tổng quan tử vi tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, nam mạng, trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can. Người tuổi Quý Mão có thiên can quý, ngũ hành thuộc thủy, gặp năm 2024 thiên can giáp, ngũ hành thuộc mộc là chủ về bình hòa. Mọi việc êm đẹp lại có vận quý nhân khá vượng, lúc gian khó có người đứng ra trợ giúp, công việc có tiến triển mới, tình hình tài chính cũng khả quan hơn trước. Xét về địa chi. Thìn gặp Mão là lục phá, điều kiện ngoại cảnh tác động bất lợi, phải nỗ lực hơn nhiều mới đạt được thành quả xứng đáng. Xét về ngũ hành. Bản mệnh hành kim, gặp năm hỏa bị khắc chế, công việc gặp trở ngại nhất định kiếm tiền vất vả, sức khỏe giảm sút hơn trước. Tiểu kết. Nam mạng Quý Mão sẽ trải qua một năm khá bận rộn, vất vả trong việc làm ăn, tuy nhiên, tài lộc sáng, tiền bạc chi tiêu thoải mái, không phải lo nghĩ nhiều. Phương diện sức khỏe có dấu hiệu giảm sút dần theo tuổi tác, cần chú ý chăm sóc bản thân và nghỉ ngơi nhiều hơn. Thứ hai, xem tử vi tuổi Quý Mão nam mạng, theo sao hạn là sao Thái Âm. Sao Thái Âm là các tinh trong cửu diệu của niên hạn, chủ về danh lợi lưỡng toàn, sao này tốt cho cả nam mệnh và nữ mệnh trong năm. Sao Thái Âm chiếu mạng, mệnh chủ cầu danh lợi đều như ý, cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhiều cơ hội bội thu tài lộc, được người giúp đỡ. Những việc như sửa chữa, dựng nhà, mua bán bất động sản cũng đều cát lợi, sao Thái Âm là một sao tốt về tài lộc, tình duyên, sức khỏe. Tuy nhiên, người xưa nhắc nhở mệnh chủ gặp sao này vẫn nên chú trọng, cẩn trọng, đặc biệt người đang có bệnh tật, lại càng không nên chủ quan, tiền tài dư giả, nhưng cũng không nên tiêu xài lãng phí, lên mặt với người. Vào tháng Kỵ, dễ suy nghĩ nhiều, tâm lý biến đổi, thế nhưng cũng đừng vì thế mà buồn lo, trầm cảm, cuộc đời con người đều phải trải qua đủ tuần hoàn của cửu diệu, thời vận thăng trầm, vì thế, muốn phúc trạch kéo dài, mệnh chủ nên hành thiện tích đức, chú ý ngôn hạnh. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thái Âm như sau. Thái Âm chiếu mệnh năm nay, khỏi bị đau mắt chặt tay trẹo giò, đàn ông ít nặng nhẹ lo, đàn bà khẩu thật đôi co quấy dày, thân nhân lân cận chẳng hòa, nói hành nói lén vậy mà sau lưng, ốm đau qua khỏi thì mừng, hao tài tổn sức ta đừng có than, bản mệnh chẳng vững không an, cùng người phán phúc vu oan cho mình,
đất bằng sóng dậy thình lình, câu trận chiếu mệnh không nên chống lại. Sao Thái âm thuộc hành thủy, nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với kim, bình hòa với thủy, tương khắc với thổ, sinh xuất với mộc. Do đó, sao Thái âm, kỵ màu thuộc hành thổ là màu vàng, nâu và màu thuộc hành mộc là xanh lá. Sao Thái âm hợp với màu thuộc hành kim là trắng, vàng, ánh kim và màu thuộc hành thủy là xanh da trời, đen. Sao Thái âm hợp nhất là tháng 9 âm lịch, đương số gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tài sản phong thịnh. Sao Thái âm kỵ nhất vào tháng 11 vì đây là thời điểm trọng đông, thời tiết lạnh lẽo, u ám mà sao này thuộc hành thủy nên khi thủy khí cực vượng dẫn đến tâm lý con người có sự biến đổi, sống nội tâm, suy nghĩ nhiều hay u buồn, lo lắng trầm cảm. Thứ ba, xem tử vi tuổi Quý Mão năm 2024 theo niên hạn. Năm 2024, tuổi Quý Mão nam mạng gặp hạn Diêm Vương, theo cửu diệu niên hạn thì Diêm Vương vừa là hạn tốt, vừa là hạn xấu. Hạn này chủ về sức khỏe, nhất là nữ mạng, nam mạng thì đỡ hơn, tốt với những người có sức khỏe bình thường, xấu với những người hay ốm đau, bệnh tật, phụ nữ mang thai. Theo dân gian có câu thơ sau: Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rồi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Qua câu thơ lục bát này, cho thấy hạn Diêm Vương là một hạn vừa xấu, vừa tốt. Tốt với trường hợp gia chủ có sức khỏe ổn định, bình thường, xấu trong trường hợp gia chủ sức khỏe không ổn, đau ốm triền miên, bệnh tật điều trị không khỏi, chẳng may gặp phải hạn này, dễ nguy hiểm đến tính mạng, chết chóc. Mặt khác, nhiều người vẫn nghĩ Diêm Vương đại diện cho vị cai quản cõi âm, người chết, nhắc đến niên hạn này, luôn khiến mọi người lo lắng và bất an. Trong năm gặp phải hạn này, gia chủ cần cẩn thận và chú ý hơn trong mọi việc, nhất là sức khỏe. Những hạn thường gặp khi gặp phải hạn Diêm Vương: với người đau ốm, bệnh tật, bệnh càng nặng thêm, dù đã điều trị tốn tiền tốn của, nhưng vẫn không khỏi, gặp phải hạn này sức khỏe của người bệnh càng lao dốc, chết chóc kề cạnh. Với người mạnh khỏe bình thường thì hạn này chẳng ảnh hưởng gì, đôi khi còn mang lại nhiều điều tốt lành trong cuộc sống, thậm chí công việc ăn nên làm ra, tiền của vật chất đong đầy, cuộc sống trong năm trở nên sung túc, ấm no hạnh phúc. Cách hóa giải hạn Diêm Vương. Nhìn chung, hạn Diêm Vương là hạn xấu với trường hợp người bệnh ốm đau và phụ nữ mang thai. Để hóa giải niên hạn xấu, hai đối tượng này cần quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Với người đau ốm, bệnh tật, khi gặp hạn Diêm Vương, gia chủ nên chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác, uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may dẫn đến cái chết. Sau đó, cần lập kế hoạch chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức đề kháng chống bệnh tật. Người bệnh cần nâng cao ý thức rèn luyện thân thể bằng những bài tập thể dục riêng. Những người sức khỏe bình thường gặp phải hạn Diêm Vương thì cần nâng cao tinh thần bảo vệ sức khỏe, tránh sử dụng quá nhiều chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá hoặc các chất kích thích như ma túy. Bên cạnh đó, hãy trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển đường công danh, sự nghiệp của bản thân, làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu cho đi mà không cần nhận lại. Thứ 4. Vận niên năm 2024, tuổi Quý Mão, nam mạng. Năm 2024, tuổi Quý Mão nam mạng gặp vận niên hầu thực quả. Hầu thực quả là hình tượng khi được thỏa sức tự do ăn hoa quả. Năm nay bản mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn, có những công việc bị ách tắc từ thời gian trước thì đến nay lại gặp được cơ hội giải quyết dứt điểm. Đây là vận niên tốt, mang ý nghĩa khi được nhiều trái cây, ăn no đủ, năm này làm việc gì, dù to dù nhỏ, đều có lợi nhiều, buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa. Vận khí cát lành, son đỏ, đường công danh như rồng gặp mây, bản mệnh cứ thẳng bước tiến về phía trước, mặc cho có người ghen tị, gây khó dễ kinh doanh, buôn bán, thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, trong năm gặp vận niên này, đường tình duyên của bản mệnh không được tốt đẹp cho lắm, hay bị nghi kỵ, ghen bóng, ghen gió, bởi vậy năm nay bản mệnh nên giữ mình, cẩn thận và thủy chung. Tiếp theo, những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2024 của tuổi Quý Mão, nam mạng, trên các phương diện chính cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, tử vi năm 2024 dự báo sự nghiệp của người tuổi Quý Mão nam mạng đạt được những bước tiến nhanh chóng trong năm 2024 này. Một phần là nhờ sự ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, nhưng phần lớn là do sự quyết tâm và chăm chỉ của bạn tạo thành. Năm nay, bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp. Con giáp này đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở, nhờ vậy mà đi đến đâu bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người,
thậm chí những khó khăn, thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước đây. Cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu, bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người làm lãnh đạo, bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán của bản mệnh giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là những người dẫn đầu trong một xu hướng nào đó. Tất nhiên, trong năm không chỉ toàn những điều thuận lợi, ngũ quỷ và kiếp tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy quanh bạn có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện, làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều con giáp này cần làm là bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. Về mặt tài lộc, người tuổi Quý Mão nam mạng có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui trong vận trình tài lộc ở năm 2024 này. Do có cục diện tam hội giúp sức, bạn sẽ tìm nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình, từ đó thu được những kết quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh. Thậm chí có những người còn được đề xuất thăng chức, tăng lương, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững mạnh hơn. Người làm ăn kinh doanh, giữ được chữ tín của mình nên được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác mua hàng. Con giáp này nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường và nắm chắc thời cơ để mở rộng mạng lưới quy mô làm ăn của mình. Có thể thấy rằng, để kiếm được một khoản tiền kha khá, bản mệnh cũng sẽ phải khá vất vả, song vì bạn luôn có động lực nên chẳng ngại khó khăn. Một vài người quyết đoán còn có thể trở thành người lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu, khiến đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn hẳn. Tuy nhiên, dù làm ăn thuận lợi thế nào, bản mệnh cũng cần phải luôn chú ý đến tác động xấu của hung tinh ngũ quỷ. Có thể kẻ xấu đang ngấm ngầm tìm cách hãm hại bạn, nhân lúc bạn sơ suất thiếu tập trung. Vì vậy, khi ký kết hợp đồng, giấy tờ, bạn cần kiểm tra các thông tin để tránh rắc rối về sau. Về mặt tình cảm, gia đạo, năm 2024, bản mệnh có thể yên tâm với các mối quan hệ tình cảm, gia đạo, làm ăn của mình, gia đình êm ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái học hành giỏi giang, chăm ngoan. Đặc biệt, thời gian tới, người tuổi Quý Mão nam mạng không còn cảm thấy quá áp lực về tinh thần, vì thế mà chuyện tình cảm gia đạo cũng thêm phần hài hòa, tốt đẹp, vượng khí, hòa khí suốt cả năm 2024. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có hung tinh, đại diện cho những áp lực cuộc sống hay cảm xúc xáo trộn bên trong ngăn cản. Tuổi Quý Mão nam mạng vẫn có xu hướng bảo thủ, tập trung nhiều cho sự nghiệp hơn chuyện gia đình, khiến hai người dễ nảy sinh mâu thuẫn. Vì vậy, trong năm bạn cần quan tâm và có sự sẻ chia nhiều hơn với nửa kia để không xảy ra khúc mắc, bản mệnh cũng cần quan tâm hơn tới con cái để không tạo thành khoảng cách với con mình. Về mặt sức khỏe, con giáp này cũng cần phải chú ý sức khỏe, chớ lao động quá sức hoặc vi phạm pháp luật giao thông kẻo dễ gây tổn hại cho cơ thể, vừa tốn thêm tiền thuốc men chạy chữa. Tình hình sức khỏe của người tuổi Quý Mão nam mạng lại không quá lạc quan trong năm nay, đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ. Vì thế, dù ở lứa tuổi nào, bản mệnh cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn, gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất, hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục, thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Vâng, thưa quý vị, vận tử vi tuổi Quý Mão nam mạng 2024 khá cát lành, đón nhận không ít may mắn, các phương diện cuộc sống không có nhiều thử thách hay khó khăn. Thậm chí nếu gặp phải trở ngại, cũng có quý nhân ứng cứu kịp thời, nên hành sự thuận lợi hứa hẹn đạt được thành công đáng ngưỡng mộ. Cách tuổi Quý Mão hóa giải vận xui năm 2024 ở từng phương diện. Về tiền bạc, là cực sinh bi, dù cát khí vây quanh nhiều đến thế nào, đương số cũng không nên lơ là cảnh giác, ngược lại phải cẩn trọng hành sự. Trong năm nay, với bức tranh kinh tế toàn cầu không mấy lạc quan, đương số nên hạn chế tiến hành đầu tư mạo hiểm, đặc biệt là lướt sóng. Điều đó sẽ khiến bạn hao tốn tiền bạc nhanh chóng, thay vào đó, có thể cân nhắc các hạng mục kinh doanh dài hạn,
hợp tác cùng bạn bè để làm ăn chung. Về công việc, chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, các mối tốt từ đó mà ra. Nếu phải tốn nhiều tiền cho các mối quan hệ hữu hảo, cũng không cần quá lo lắng, hãy coi đó là một khoản đầu tư giúp bạn kiếm thêm rất nhiều lợi nhuận khá. Về sức khỏe, tuổi Quý Mão chỉ cần duy trì tập luyện thể thao hàng ngày, tập hít thở sâu, ăn uống lành mạnh với khẩu phần ăn nhiều rau củ, trái cây hơn là sẽ duy trì thể trạng tốt trong suốt năm Giáp Thìn 2024 để tăng thêm phần phúc khí cho chính mình. Người tuổi Quý Mão, đừng quên phát tâm hành thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh. Nếu có thể, hãy chú ý tới âm phần của gia đình nhiều hơn, thành tâm cúng bái gia tiên. Xem xét vấn đề phong thủy, mộ phần được như vậy, chẳng khác nào âm dương tương ứng, giúp bạn may mắn ngay cả trong tình huống nguy nan nhất. Về tình cảm, phương diện này cát lợi trong năm, nên không phải suy nghĩ nhiều, làm chủ cảm xúc, giúp bạn điều hòa tốt tình cảm gia đình và quan hệ xã giao. Một số cặp vợ chồng đón tin vui từ con cái được thành danh hay học tập tốt, bản mệnh có thể bày thêm biểu tượng tỳ hưu phong thủy hoặc tượng phúc lộc thọ trong nhà trong năm 2024 này nhé. Nhân sinh cảm ngộ. Vâng, kính thưa quý vị, lương thiện chính là đạo đức, nhưng lương thiện cũng là trí tuệ. Người thông minh chưa chắc đã lương thiện, nhưng những người lương thiện chắc chắn là người thông minh nhất. Nhân chi sơ, tính bản thiện, con người sinh ra phẩm chất đầu tiên chính là lương thiện, trải qua những biến cố của cuộc đời mà lòng thiện nguyên bản sơ khai dần bị mất đi. Người ta cho rằng càng hiểu biết thì càng thông minh thì càng biết thu vén cái lợi về mình. Nhưng càng hiểu biết thì con người càng mất đi sự thanh khiết vốn có, như vậy liệu có phải là thông minh? Nhân sinh không hoàn hảo, không có điều gì trên đời là hoàn mỹ, vậy vì sao nên thiện, vì sao nên bỏ những khiếm khuyết, bao dung những sai sót của vạn vật trên đời, chẳng phải vì một chữ an hay sao? Cả đời vất vả, ngược xuôi, cũng chỉ vì muốn ấm no, hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì? Hài lòng là gì? Hài lòng là hạnh phúc. Nếu hài lòng thì dù không quá sung túc cũng hạnh phúc, không biết hài lòng thì giàu có vẫn buồn lo. Hạnh phúc không hoàn toàn phụ thuộc vào vật chất, hạnh phúc dựa vào niềm tin và cách biết đủ của mỗi người. Thế thì tại sao phải cố gắng, chen chúc để đạt được thứ này, thứ kia, như thế có hạnh phúc hay không? Sao phải hãm hại người này, đay nghiến người kia, như thế có bình an hay không? Vòng luẩn quẩn cuộc sống mà hầu như ai cũng vướng phải. Muốn có hạnh phúc, cố gắng làm việc, học tập, sống hướng về phía trước, gặp áp lực phải đôi tranh, dùng thủ đoạn mệt mỏi, không hạnh phúc. Thế nên, người biết lương thiện, dù đó là người lương thiện mới là người sáng suốt nhất, vì lương thiện nên biết đủ, vì lương thiện mà tha thứ, vì lương thiện mà không làm ác, không hại người, không ganh ghét, tâm an thì thân nhàn, nội tâm yên tĩnh thì cuộc sống cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.